Hôm nay mình sẽ đi bón phân cho những cây kim bông kim châm của mình các bạn. Mình được bạn cho, bạn nó không trồng nữa, bạn nó giục cái mình lụm về mình trồng các bạn. Mình ương được 3 năm nay mình được đám bông kim châm này nè các bạn. Bông kim châm này thì ăn cơ, nấu canh ăn ngon lắm các bạn. Làm vịt chuối của mình cũng dễ lắm các bạn. Mình chỉ cần lụm vỏ chuối á các bạn. Mỗi ngày anh xã mình, ảnh đi làm, mình cho anh ăn trái chuối, cái mình biểu ảnh lụm cái vỏ về cho mình, rồi mình cắt nhỏ ra mình nhét vô trong cái chai vậy nè các bạn. Rồi cái mình đổ nước vô thôi, rồi mình để 10 ngày thì mình dùng ha các bạn ha. Những ngày đầu á mình mới dùng thì mình pha thêm nước cho loãng ha các bạn, rồi mình xài nhiều lần thì nó hết cái nước cốt của nó rồi thì mình có thể đổ nước vô, rồi mình để 2 ngày sau mình xài trực tiếp ha. Mà các bạn biết không, khi mà các bạn bỏ chuối vô á nó sẽ sinh khí nha các bạn, nếu các bạn không cẩn thận nó sẽ trào ra đây nè, để mình mở cho các bạn nghe nha. Đó, nó trào lên đó các bạn nghe cái khí nó trào lên không? Đó, mình mở nhẹ nhẹ cho cái khí nó sôi lên, đừng có mở hết, nó bung ra ngoài luôn á các bạn, nó sinh ra á các bạn. Cái đậu rồng mình nó ngủ nè các bạn. Các bạn biết sao mà mình thấy nó ngủ không? Mình dậy sớm mình làm cơm với lại cà phê cho anh xã mình đi làm á, mình thấy mấy cái lá đậu rồng các bạn nó xếp xuống nó trọi trơn các bạn. Các bạn coi nè, hôm nay đậu rồng mình được dày rồi nè các bạn. Nè các bạn thấy cái lá nó xếp xuống hết không? À, để mình chiều mình quay cho các bạn coi nó xòe cái lá ra bây giờ rồi khuya các bạn. Nó ngủ các bạn ơi. Bây giờ bên mình còn lạnh lắm, không cho nó xuống được, cho nên mình để trong nhà. Nè các bạn coi nè, cái lá nó sụ xuống ngộ các bạn ha, nhìn nó vui ha. Hồi đó giờ các bạn đâu có biết đâu đúng không, đậu rồng nó có ngủ á. Bây giờ mình mới biết nè, đậu rồng nó có ngủ. Ngộ quá các bạn ha. Anh cây đậu rồng nó ngủ nè anh. Em biết sao, em biết nó ngủ không? Hai cái lá của nó kẹp xuống vậy nè, kẹp xuống vậy nè. Còn ban ngày hai cái lá nó bưng lên vậy nè. Đó, bây giờ em quay về nè, xa chiều cái em quay lại. Đậu rồng của mình lên được gan tay rồi các bạn ơi. Các bạn đừng có cười nha, các bạn nói gì đâu, mình nuôi được cái tháng rồi mới có như đây. Tại mình xứ lạnh đó các bạn, mình để trong nhà đó. Đó rồi mình trùm nó suốt ngày vậy nè. Để trong nhà các bạn, mà mình tập cho nó quen với lại cái không khí từ từ á, cái mình không có đậy kín các bạn, mình hở hở vậy đó. Để các bạn coi nè, bây giờ á là những cây đậu rồng của mình nó thức rồi nè các bạn. Hồi sáng sớm thì các bạn thấy nó ngủ đúng không, bây giờ là nó thức rồi các bạn. Hai cái cánh của nó xòe ra khác ha các bạn ha. À, các bạn thấy nè, nó thức nè. Mấy bữa cây ớt của mình cũng vậy nữa, lúc mà cây ớt mình nó bị nó ngủ á, mình không có quay phim cho các bạn coi. Để năm tới đi mình ương ớt mình thấy nó ngủ mình cho các bạn coi. Bây giờ các cây ớt của mình nó lớn rồi, nó không có ngủ nữa. Hồi lúc nó mới sanh ra nó ngủ các bạn. Nó xíp hai cái lá nó lại rồi ban ngày cái nó xòe hai cái lá nó ra. Tại vì mình ương là mình ương bộ các bạn, tức là mình ương tự nhiên chứ mình không có cái dụng cụ đèn hay là heat mat gì hết, cho nên là nó không có được tốt như người ta, nhưng mà nó sống các bạn. Đó, hy vọng năm nay mình có những cây đậu rồng tốt để mình chia sẻ cho các bạn ha. Cây mướp này sao không thấy nó lớn vậy trời. Đó, bây giờ mình tưới cho nó một miếng vịt chuối nữa. Đậu rồng của mình hôm nay được dày rồi nè các bạn nè.
mà mình không có biết là mình có cần ngắt ngọn nó chưa nữa. Đây là lần đầu tiên mình trồng đậu rồng luôn á các bạn. Mình cũng không có kinh nghiệm về lắm. Ở dưới quê mình thì khi mà nó lên rồi nó tự lớn, có trái chỉ biết hái ăn thôi, rồi qua mùa nó cũng mọc lên ra, ra đó hái thôi, chứ mình cũng không có biết là cái quá trình nó lớn như thế nào hết. Bây giờ mình trồng á, thì mình mới để ý, mình nhìn thì tối, các bạn biết không, khi mặt trời lặn á, khi mình dậy á, là mình thấy cái lá của nó xíp lại hết rồi. Cái khoảng chừng 6 giờ sáng mặt trời bắt đầu vừa hừng hừng lên là mình thấy cái lá nó tươi tươi ra các bạn, nó banh cái lá nó ra và nó tươi như vậy nè các bạn, ngộ ha các bạn ha. Cái đậu rồng mà nó cũng giống như là người vậy, cũng biết đi ngủ nữa, mặt trời lặn là cũng biết xếp lá đi ngủ nữa. Các bạn thấy lạ không? Hồi đó giờ có một cái loại cây gọi là cây xấu hổ á, ở như miền Nam gọi là cây mắc cỡ, thấy mình đụng vô lá nó chỉ cần một cái đụng nhẹ thôi là nó xíp lá lại nó ngủ. Rồi khi mà mình nó thấy yên lặng bắt đầu nó banh nó xòe cái lá nó ra lại, thì người miền Bắc gọi là cây xấu hổ, người miền Nam gọi là cây mắc cỡ. Nhưng mà có một cái bài hát nói về cái cây mắc cỡ đó mà người ta gọi là hoa trinh nữ á các bạn. Cái bài hát đó mình nghe giống như tả về cái loại cây xấu hổ đó vậy, cây mắc cỡ đó vậy đó các bạn. Khi đụng đến là nó xíp hai cái lá lại im re luôn, đến khi nào mà nó cảm thấy là an toàn rồi nó bắt đầu nó mới xòe ra từ từ. Các bạn thấy ngộ không? Đó, ở dưới quê mình ngày xưa cái cỏ đó mình sợ lắm, tại vì đi chân không mà đạp cỏ đó nó đau lắm các bạn ơi, cho nên mình sợ lắm. Rồi mình chia sẻ cho các bạn biết là về cái loại cây nó ngủ như vậy đó các bạn ha. Đậu rồng của mình hôm nay nó dài, nó đâm tược lên được như vậy rồi nè. Mình chắc mình phải đi cho nó một và hai cái cây để nó leo quá, chứ không để nó ngã nghiêng ha các bạn ha. Bây giờ mình đi kiếm cây mình cho nó leo đây. Mấy cái hạt me thái mình ương lên đó các bạn, bắt đầu bây giờ nó đâm đầu nó lên rồi nè các bạn nè. Mình nhét xuống đất á, bây giờ đâm đầu lên nè, nó đội đất lên thấy thương không các bạn nè. Đây, đây cục đất nè mình dỡ lên là nó nè đó. Cái chỗ này sao im re rồi, em nào mà im lên lên là chị trồng cái khác vô nha. Tại nay chị có thêm 3 hộp nữa nè. Ở đâu rồi không thấy, à đây nè đó. Ô em đây, em chỗ này không có phải không, nhét một hộp vô đây đi. Đang thiếu đất. Đó, chỗ này đang nứt lên nữa nè các bạn nè. Đó, chỗ này đang nứt lên nữa nè các bạn nè. Chỗ này đang nứt lên nữa nè các bạn. Ở em này thì mình trồng sâu hơn chút rồi cũng cũng có dưới này nữa nè. Ê, em này lên rồi. Em nào chưa có là sẽ bị chị Minh nhét vô, tại chị Minh còn 2 hộp nè. Không biết nhét chỗ nào đây. Đó. Thích lắm các bạn, nhét dữ lắm. Đây 1 hộp nữa rồi. Giờ còn 2 hộp biết nhét đâu đây nữa. Đi nhét đại đây đi. Ăn kẹo me á các bạn. Ăn kẹo me chua chua ngọt ngọt á. Đó, mình lấy hộp lại mình bỏ vô. Giờ cho nó thêm miếng nước đi. Chắc nó cũng khô rồi á, để mình cho nó miếng nước. Rồi mình vẫn đậy lại. Dùng miếng ráp đậy lại như vậy các bạn. Để cho nó không bị khô cái mặt của nó đó các bạn. Đậu rồng mình kiếm được mấy cái cây mình cắm vô rồi các bạn.
bắt đầu nó dựa dựa vô rồi nè các bạn nè, nó dựa dựa vô rồi nè các bạn. Các bạn thấy nó dựa dựa vô, mình mới cắm cái nó dựa vô các bạn ơi, mình đụng tới nó bung ra liền. Ngộ quá các bạn ha, nó nghe hơi có cái cây, cái nó nghiêng vô cái hướng về cái cây các bạn ơi, các bạn thấy ngộ không nè. Đó nè, nó nghe cái mùi cái cây các bạn ơi, nó hướng vô à, ngộ quá ha. À, tạm biệt các bạn nha, mình chia sẻ với các bạn là cái độ rồng của mình hôm nay nó được như vậy rồi nè các bạn. À, và nó có ngủ nha các bạn, bây giờ là cử tối rồi nè. Mình cho bắt đầu là khi mình thấy vậy nè các bạn, khi mặt trời lặn là nó chưa đâu, tại vì mình còn bật đèn, mình ăn cơm này kia đó, nó chưa. Nhưng mà sáng á các bạn, 5 giờ sáng là mình dậy á, 4 giờ sáng mình dậy thấy nó còn ngủ ha. Nhưng mà 6 giờ sáng ha, là khi mặt trời ló dạng lên, nó chiếu ánh nắng qua cửa sổ á, là mình thấy cây cà đậu rồng mình bắt đầu xòe lá ra lại đó nha các bạn. Nó ngộ quá các bạn ha, nó cũng cảm nhận được cái màu ánh sáng ha các bạn ha. Hồi đó giờ mình cũng biết, nhưng mà hôm nay mình thấy cây đậu rồng của mình nó đặc biệt vậy, nó xiếp lá nó ngủ, cho nên mình quay phim mình cho các bạn coi, để các bạn có thêm một chút xíu cái biết về cây đậu rồng cho nó vui vậy đó mà. Tạm biệt các bạn.